Tiếp nối chương trình sẽ là bài viết của tác giả Dương Quốc Chính. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Vui sao nước mắt lại trào, bảo tàng chứng tích bò đỏ. Bản chất của ngày 30 tháng 4 chỉ là thời điểm chấm dứt nội chiến. Vì lúc đó Mỹ rút quân rồi, mà nội chiến là anh em đánh nhau, không có gì đáng tự hào để mà kỷ niệm khoe khoang. Có ai lại đi khoe là ngày này là ngày tao đã giết chết thằng em vì nó láo với tao, tranh đất ông bà tổ tiên với tao. Mình gọi Việt Nam Cộng hòa là em chỉ đơn giản vì chính quyền này được thành lập sau xét về tuổi tác. Nếu Việt Nam muốn kỷ niệm về cuộc chiến này thì hãy kỷ niệm cái ngày ký hiệp định Paris khiến Mỹ rút quân khỏi Việt Nam. Còn cái ngày 30 tháng 4 là ngày nên cần được lãng quên, hoặc là nếu muốn nhớ thì hãy nhắc tới những kỷ niệm về chấm dứt chiến tranh. Chả có hay ho gì khi mà cứ kể mãi về việc giết chết thằng em khi chính nó đang sắp chết đói, chả có gì là vinh dự cả. Hôm qua mình xem một cái clip của VTV phỏng vấn một cựu chiến binh. Ông này nói đại ý là chúng tôi không ngờ là địch lại tan rã nhanh như vậy, chưa đánh đã tan rồi. Ủa, nếu như vậy thì có gì đáng tự hào? Nhà Nguyễn cũng không kỷ niệm cái ngày chiến thắng Tây Sơn cơ mà. Trung Quốc cũng đâu có kỷ niệm rầm rộ cái chuyện mà đánh đuổi Trung Hoa Dân Quốc ra đảo Đài Loan đâu. Mà Mỹ cũng không có kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước có nước nào mà kỷ niệm cái ngày chiến thắng nội chiến như Việt Nam mình không? Càng hỉ hả khoe khoang chiến thắng thì càng khoét sâu cái nỗi đau của hàng triệu người buồn. Hòa hợp hòa giải dân tộc cái kiểu gì đây? Năm nay, Trung Quốc đã chọn cái thời điểm rất là khéo léo để mà đưa cái công hàm Phạm Văn Đồng ra chỉ trích Việt Nam. Đúng vào cái thời điểm Việt Nam kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng, đúng cái ngày cần chửi chế độ cũ. Nhưng để phản bác cái tính pháp lý của cái công hàm này thì Việt Nam lại phải công nhận các cái chế độ cũ. Thế là Việt Nam bị rơi vào cái thế đi mắc núi về mắc sông, chửi ngụy thì hố với Trung Quốc, còn không chửi thì lại sợ kém oai. Trung Quốc nó đã khéo léo làm nhục Việt Nam trước nhân dân ở cái chỗ này. Chuyện biển đảo là chuyện nhỏ thôi vì nó chả thay đổi được gì đâu ngày anh giết em là ngày quốc nhục, là ngày dỗ cho dù em có thế nào với anh. Nếu có làm mâm cơm tưởng niệm thì cũng không nên khơi gợi nỗi đau. Hãy tổ chức một ngày dỗ chung cho nạn nhân chiến tranh của cả hai phía. Cái tút này cho phép bò đỏ hút tự do nhằm mục đích sưu tầm chứng tích bò đỏ để làm bảo tàng tội ác giáo dục nhồi sọ. Nơi đây sẽ lưu lại những cái comment đần độn chửi bới vô học nhằm mục đích giáo dục thế hệ trẻ tương lai thế hệ tương lai sẽ đọc những cái comment này để đánh giá quá khứ ông cha chúng để mà rút kinh nghiệm bảo tàng chứng tích bò đỏ này sẽ mở cửa lại vào mỗi dịp quốc nhục hàng năm các cháu bò đỏ sau này tự diễn biến có thể quay về đây chiêm ngưỡng lại một thời ngu dốt và hung hãn của mình